Xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em trở lại với kênh Crypto Channel của mình. Thì mình làm một cái video này để cập nhật tình hình mới nhất về các cái dự án chạy trên cái mạng Core. Thì hiện nay cái dự án Core ID ấy thì họ đang bán IDO, cái đồng CID của họ, đúng không ạ? Thì cái tỷ lệ bán là cứ một co là bằng 60 CAD, đúng không ạ? Hiện tại thì cái Core ID này có ở trên Twitter ấy, có 15.000 người theo dõi, thì cái tỷ lệ này cũng khá là đông. Và trong đó có theo dõi của Core Dev nhé. Đấy, có sự theo dõi của Core Dev này. Thì anh em mà muốn mua thì có thể tham khảo thêm nhé. Còn video của mình chỉ làm để cập nhật thôi và không có tư vấn đầu tư. Để mua được thì anh em có thể nhấp vào cái app Core ID Idol này nhé. Đó. Hiện tại thì số người mua thì số lượng mua đã chiếm 64,7% và dự kiến là họ sẽ bán trong vòng 5 ngày. Tuy nhiên thì với khả năng này thì họ bán sẽ là nhanh thôi. Mắc họ bán cái đồng với đồng lựa đồng co ha. Đó, chúng ta phải mua bằng co. Đó. Vậy để mua được thì chúng ta phải là connect ví này. Tiếp theo. Kết nối. Rồi chúng ta sẽ nhập cái số core nhé. Ví dụ nhập 3 core. Mắc là 500. Ví dụ mình nhập 3 core đi, submit. Xác nhận. Thành công ha. Vậy chúng ta sẽ sở hữu là 1.800 CID. À, chờ sau khi mà bán xong á, thì nó sẽ mở để chúng ta claim về nhé. Nó có hai mã thông báo, thì mã thông báo CID tổng cung là 90 triệu. Quản trị bỏ phiếu. Ok. Để mua tên miền. Token giảm phát. Ok. Phương pháp giảm phát là 80% tên miền đã mua sẽ bị hủy vĩnh viễn. Không bán được sẽ bị phá hủy, sẽ bị tiêu hủy. Có nghĩa là nếu như không bán hết thì họ sẽ tiêu hủy cái số seed này, CID này. Tuy nhiên cái đồng co họ sẽ trả về ví cho chúng ta nhé. Thì để đầu tư bất cứ một cái dự án nào thì anh em chịu khó tìm hiểu nhé. Còn cái video của mình thì chỉ làm và cập nhật cái thông tin thôi. Mình cũng làm, mình mua 3 co để xem thế nào. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Nếu thấy video có ích thì có thể chia sẻ cho nhiều người biết và cho nó một like. Để ủng hộ kênh của mình thì nhấp vào chuông, đăng ký kênh để nhận các video mới nhất. Tạm biệt anh em.